Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, tháng 8 âm lịch. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi chuẩn bị bước sang tháng 8, ai cũng tò mò muốn biết rằng tháng 8 âm lịch số phận của mình sẽ như thế nào, đặc biệt là với những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ hé lộ với quý vị một chút, do cục diện hợp thái tuế nên trong tháng 8 âm lịch, những gia chủ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, thành công về công việc cũng như sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của tuổi Đinh Hợi khiến cho nhiều con giáp khác phải ghen tị, nhưng cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây, đôi khi cuộc sống của quý gia chủ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng từ nay trở đi không cần phải lo lắng. Do cục diện hợp thái tuế nên trong tháng 8 này, quý vị sẽ gặp được nhiều người giúp đỡ, nên mọi việc đều được hanh thông, thuận lợi. Không những vậy, cũng nhờ vào sự phấn đấu của bản thân trong bao nhiêu năm nên sự thành công càng được củng cố vững vàng hơn. May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng với gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong tháng 8 âm lịch. Vậy nên quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời trong thời điểm này. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video để có thể theo dõi những phân tích về tử vi của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến mọi người gặp nhiều mâu thuẫn, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải, vật chất, hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, sợ sẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khôn đốn. Họ khá bốc đồng nên sẽ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn, chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác trong công việc, có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Theo tử vi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu 2021, bản mệnh có vận trình khá ổn định trong tháng này. Tuy không đến mức vượng phát rực rỡ, nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề về tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Gia đạo êm ấm, bản mệnh hạnh phúc nhìn con cháu hòa thuận và luôn quan tâm chăm nom mình. Đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Ở độ tuổi này, Đinh Hợi sinh năm 1947 không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn nên duy trì đều đặn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú,
xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tài vận của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 không có gì đáng lo ngại, các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng về vấn đề này. Thậm chí các khoản tích cóp từ trước cũng có thể giúp đỡ được gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi Đinh Hợi cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp. Chủng vận trái lại nhiều lo buồn, nghĩ ngợi nhiều về vật chất cũng như về tinh thần. Hậu vận mới được an nhàn, thật sung sướng. Tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, về tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều, ít ốm đau hay mắc các bệnh do trái gió trở trời. Một số căn bệnh tuổi già đã theo gia chủ từ lâu cũng không còn nguy hiểm bởi do hợp thời hợp thuốc, tinh thần gia chủ vui vẻ, phấn chấn. Bên cạnh đó, do gia chủ tích cực tập các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe, thể chất được đảm bảo. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo là bảo vật của nhà Phật, đưa ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Hợi. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng, để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thì không suôn sẻ cho Đinh Hợi sinh năm 1947. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi vã với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau. Ngay cả khi giận dữ, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tị, tuyệt dần. Đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 8, tức ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp giáp kỷ tỵ, nạp âm đại lâm mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp giáp tân tỵ, nạp âm bạch lạc kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Hợi sinh năm 1947. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 tháng 8 âm lịch. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8, tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị tử vi chi tiết của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm được những kiến thức hữu ích để từ đó tránh hung, hóa cát để có thể gặp được nhiều may mắn hơn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Cảm ơn quý vị thời gian vừa qua đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.